Em phải thích cho mấy anh em mà chưa hiểu thôi, chứ bài mình xấu mà. Em không phải đép đép được ngay, có gì đâu. Nó trận đầu sao mình đen thế nhỉ, trận đầu đen thế nhở. Trận đầu dí có bài ngựa đi luôn. Ba tiền à. Nguyễn Điêu Duy Điện đã ủng hộ 10 star cho con trâu vàng. Cảm ơn anh Nguyễn Điêu Duy Điện nha anh ơi, cảm ơn anh nhiều nha anh. Tôi đánh chết Quyền Lăng 3, Huyết Kiếm cực vẫn top 2 được nha. Ok bạn ơi, nói chung là xếp vẫn phải 3 đồ như thế đúng không bạn, chuẩn chưa? Bạn mà cầm 3 đồ xếp thì tôi vừa đánh lúc đấy nó cút luôn, đúng không? Bạn mà cầm 3 đồ xếp thì tôi chơi lúc đấy là cút luôn mà. Đồ tôi bị đen quá ấy. Bị điên quá luôn ấy, không ghép được đồ lúc đầu sớm là toang à. Xe tôi mua đồ sớm thì cũng xong game rồi. Xin được game luôn rồi đấy. Đồ này mình đánh bằng gì nhờ, đép bằng kiểu là đấu sĩ quân đoàn được anh em ơi. Hoặc là mình hay đép bằng kiểu ác quỷ cũng được. Xem mình ra đồ nào đó. Ác quỷ bài mình chơi được mà. Nguyễn Hoàng Việt Tuấn đã ủng hộ 10 star cho con trâu vàng. Vừa na này, vừa na bỏ vừa na đi. Tập trung chơi cái nào. Áo top hơi nhiều đấy. Áo top 2 game hơi nhiều đấy. Áo thích ngon đấy. Hết tuần này bắt đầu mình chốt bài nhá anh em nhá. Hết tuần này bắt đầu mình chốt bài nhá. Mình ra gì mình chơi bài chơi đấy anh em nhá. Đây chơi đấy nhá. Đấy đỡ ven ok. Đỡ ven chơi cường anh em, xem đồ xem mình ra đồ nào đó. Hết dao này rồi mình chốt xem đồ nào đó nhá. Vì cái ok đồ không xấu quá mình chơi được giáp này. Thử xem đồ đánh gì nữa. Giáp về găng cho là mình đánh cái giáp, anh em đánh cái giáp đấy thì có gì đánh xem nào. Cái nhà nào, giao điện này, chết 2 luôn cơ, long tộc này, ngựa này, không ai trên ngựa được rồi, trên ngựa ok anh em này, ngựa được nhá, đấy ngựa cũng được đấy không ạ. Đồ đấy ngựa cũng được anh em, quỷ thư này, đồ hang rim quyền lăng ma được này, có đồ đánh ngựa có đồ luôn anh em, có đồ luôn này. Bây giờ mình đánh hang rim được anh em, không có chơi hang rim này, trận này họ chơi nhiều lắm. Hiệu ứng kiếm súng nhà anh Modder à? Ông đánh Modder à? Nằm cái nhà chơi đâu bạn ơi, nhà chơi ta. Nhà chơi LTQ anh này chơi à? Chơi không? Xem ngựa nhà chơi không em, chơi ngựa cũng được đấy anh em ơi, đùa không? Ra ngựa luôn này. Không tí 10 tiền không nhỉ? Về đang ma luôn, ghép luôn đi. Anh mẹ ngựa đi anh em, sợ gì nhỉ? Chưa đấy. Ông này chốt luôn à? Căng nhờ. Mình có đồ anh em không sợ, anh em tôi có đồ mà, tôi có đồ mới chốt đấy chứ. Chốt luôn anh em ơi. Có đồ mà, chốt luôn đi. Bài này họ chốt anh em ạ. Tôi có đồ tôi chốt luôn anh em ơi. Quyền năng đang đánh ngựa luôn, sợ gì anh em ơi, chơi được. Ngựa 2 à, chơi được anh em ơi.
ba nhà thì khó thôi chứ hai nhà chơi được nhá. Con này game quỷ đăng ma siêu ngon này anh em nhá, siêu ngon nhá. Quỷ ngoài luôn à? Hello đoàn Đức Anh nhé bạn ơi, hello bạn nhé. Kiếm nước mắt này. Kiếm đấy cái gì? Chắc là đây đây máu quá anh em, kiếm mình đấy gì luôn á. Đây máu mình nghĩ là ngon nhất rồi. Cung hắc ám nữa về hơi thừa. Đúa ám nào ngon, nếu mà đem máu ám nhặt luôn anh em ạ. Phép đánh cái gì đây, hút rồng à? Trời ơi, tay như này không chơi nữa thôi đấy. Bài ra nhà này không chơi nữa thôi đấy anh em ạ. Giáp máu luôn, giáp máu luôn anh em ơi, thì hút rồng nó đẹp luôn. Hút rồng nó đẹp luôn nhá. Các em cảm giác không ngon lắm đâu. Chốt luôn à, bơi vào đây bạn ơi, bơi vào đây bạn ơi, ông không ra heo điểm chốt luôn à, căng nhờ spammer à, một spammer anh em ạ, không ngờ bài chốt luôn mà, hay quá, đây đồ copter mình luôn à, hay chưa, biết đồ copter chưa, biết khổng lồ copter mình anh em ạ. Căng nhờ anh em đủ công tơ mình luôn mà anh em, hay quá, biết chơi game rồi, biết chung là biết chơi tử đấy, anh em đủ công tơ mình luôn mà, căng chưa, tích nhà 20 tiền đã anh em nhá, tích nhà 20 tiền đã nhá, chưa ra mà lên nào đúng không, ông mà đánh cái quân đoàn rồi, bó đôi quân đoàn rồi, phải bó đôi quân đoàn tầm này có xẻng đúng không, có xiềng thì họ đánh quân đoàn thì khỏe đấy anh em ạ, đùa đâu, khỏe đấy. Không ra con hai cream nó cũng chốt à, căng nhờ, ảo ra đấy, chúng mình luôn à, mệt chưa, heo kìa, ok anh em ơi, tôi mua heo, mua heo rồi. Em đỉnh con này đỉnh chưa? Qua làm hai quick đi luôn. Qua làm đúng hai trận quick là đi luôn anh em ạ. Quick to này. Chích 3 đúng không? Mình kê cô tiền đi, lên 6 mình sẽ 6 run ở 6 anh em ạ. Full 3 nhá, số full 3 anh em, số 6 nhá. Nhà ôm hai bà lên này, đánh cái gì đây? Ông này ghép vào đồ copter toàn luôn mình luôn này. Căng chưa? Ờ thì thác ám này hơi bị căng đấy, đùa đâu. Ở đây có 30 tiền. 30 tiền à? Giàu thế nhở? Neko ngon chưa? Neko ngon thế. Đây máu nhiều, đây máu thế, cũng được anh em, quỷ thư ngon nhá. Kiếm luôn này. Kiếm số diệt Victor à? Thừa suy phong luôn. Bạn Gata thích nhận tí tiền không? Gata đang to anh em ạ, chứ muốn bỏ Gata đâu. Gata thằng này ngon hơn á. Ba kỵ sĩ để đi mang đồ Hecrim đi. Tuần sau chung là mình lên cấp, mình zone nhẹ một tí, anh em ạ. Mỗi dao mình zone một tí. Ta nhiều cũng qua này zone tiếp nhá. Đồ đẹp chốt luôn anh em ơi. Nghĩ nhiều làm gì. Nghĩ nhiều nó cút luôn á. Thứ đi. Bị thương nhà đồ thêm đồ bà đen nữa là đẹp. Chưa đồ bà đen. Bài long tộc mà không đồ đỏ sớm cút luôn. Nó mình bắn trước tôi chơi anh em nhá. Đẩy máu kinh vãi luôn, kinh vãi luôn. 3.1 nhá. Tôi còn 66 máu rồi. Mẹ đấm con nguyên nhà thôi. Được chưa? Trận 2 đánh khổ vãi cả đái luôn. Bài ra con trích mình cũng đánh được à, có gì đâu. Quan trọng bài xấu quá mà chấp nhận. Nhiều trận bài xấu quá thì chả phải chịu anh em đúng không? Không chịu đám nào được.
mà mình cứ ego tiền thôi, luôn làm gì anh em, cứ tiền thôi. Có 6 luôn này, ông ơi spammer rồi anh em ơi. Spammer chắc luôn. Mẹ không ăn heo đi mà cũng chốt ạ. Tôi ra heo đi sớm tôi mới chơi chứ anh em, không tôi chơi làm gì. Ra heo đi sớm đồ đẹp sớm mình mới chơi chứ. Không tôi rảnh đông chơi bài này anh em. Còn đầy bài chơi. Đờ đờ ven gì ở bờ ven thây ma các thứ này. Ra xua này, đầy bài ngon, tôi không chơi ấy. Quan trọng là bài ra tướng ra sớm quá. Tướng bài ra sớm quá mà chơi bài này đấy. Hello Khang Hoàng nha bạn ơi, hello bạn nhá. Này dịch đỡ đỡ mới đi cắt tóc lên anh em ạ. Tóc dài quá phải đi cắt anh em ơi. Lóng bách ở đài, hè lóng lắm. Phải cắt tóc anh em ơi, cây cắt tóc mình hơi ngắn đấy. Đáng ra mình để nuôi dài tóc thêm một tí thì ngon. Tóc mình này hơi ngắn. Anh cắt hơi ngắn. Nói chung là bài đẹp được cú trích, mình đẹp được cú trích ngay anh em hiểu không? Không phải đẹp được cú trích hai trận đầu mẹ đen như chó. Trận nào có kèo trận đấy đi. Trận nào có kèo trận đấy đi luôn anh em ạ. Tôi thật các ông luôn. Đen dã man. Không phải đẹp đầu luôn. Toàn một má, lúc đầu chứ toàn một má. Mình xem đồ mình đấy, hướng bài nhào đẹp thì mình đánh theo thôi. Ôi con đoàn chắc em thấy đoàn chuẩn chưa? Ghép đồ này chỉ đánh modern thôi, modern đẹp nhất rồi. Nghe cái đồ mình mắc binh rồi đấy. Dắt máu đeo đa trâu chưa? Chưa biết ông ấy giết Herim mình kiểu gì? Đấy. Chưa biết ông ấy giết Herim tôi kiểu gì? Trận nào có kèo trận đấy đi, trận nào có kèo trận đấy đi. Trận nào đen cứ có kèo thôi, không hiểu sao nhá, mình cứ thế nào anh em ạ. Trận nào đen thì lại có kèo, trận nào không đen thì... Trận nào mà không đen thì không có kèo đấy. Đấy mới là trò chơi anh em ơi. Trận nào có kèo cái là một đống ông săn luôn. Một đống ông săn vào ông đánh khát nước đấm với tôi luôn. Game 2 cơ, gặp hai nhà áp lâm. Sợ vãi cả trường. Rồi làm tạm nó bắt 4 tiền anh em, không ngon là bê tạm anh em ạ. Lấy tạm thôi, không ngon là lấy tạm nhá. Bạn cứ vẽ hộ mình cái tháp màu hắc ám các bạn ơi. Làm gì cứ lựa chọn đâu bạn. Mình lựa chọn đã tốt quá. Ta tầm mày vẫn ngon hơn con bờ đen 1 anh em ạ. Đánh giá ta tầm này vẫn ngon hơn bờ đen 1 nha. Làm gì sát thủ ở đây nhỉ? Bờ đen 1 tầm này cầm đồ mình cảm giác là không ngon bằng con Kata 1 anh em ạ. Kata này clear là đằng sau được ấy. Không phải con bay luôn, hay quá. Đứng đâu thế. Ông này ghép đồ có tới mỗi là tôi anh em này. Này cả vút bay mẹ, cả mẹ diệt khổng lồ. Tôi lại ông đấy, ông này giữ cúng, con cúng gái. Ông gì con cúng gái. Kata tầm máy đẹp vẫn ok nhá mọi người nhá. Tí nữa nếu mà bờ lên 2, TikTok 2 thứ 2 sao hết thì mình sẽ thay dần nhá anh em nhá. Mẹ toàn ghép được có thời là tôi thôi anh em, bạn con vợ này. Cay chưa? Đánh mỗi nhà tôi à? Nhưng mà chơi game đánh mỗi nhà tôi sao ấy? Star cho con trâu vàng. Cảm ơn anh Sony nhá anh ơi. Không một anh Sony ơi. Không cụ được anh Johnny em, cho em lo được anh ơi. Để em lo được với con hàng này anh ơi. Tony RC đã ủng hộ 1000 star cho con trâu và. Cảm ơn anh Tony nha anh ơi, cảm ơn anh nhiều nha anh. Để em lo được với con hàng mềm này anh ơi. Em có mày đẹp cái em đánh ổn ngay, ổn ráp ngay. Xô xin nó Victor nó đẹp luôn. Kiếp súng mà đấy cũng được. Phải phong dần thôi. Rồi ôi cả tháng đông lắm rồi roulette anh Văn Đoàn ơi. Cả tháng đây thi thoảng đông lắm rồi roulette anh ơi.
Khổ vãi đái, bet anh em biết không? Bet em nhá. Nó kiểu nó nâng cấp thêm một, nó kiểu nâng cấp lên nền tảng mới phúc mới anh. Em giờ phải chuyển kiểu là chuyển phúc từ phúc cái phúc cá nhân đúng không? Sang chế độ ban bet thì bắt đầu em mới like được. Bị bóp hết mẹ tương tác rồi. Mất hết thông báo luôn, được chưa? Anh Văn Đoàn rảnh ghi mộ em cái lệnh gì nhờ? Chấm than notify nhanh Văn Đoàn ơi, để mọi người gõ hộ em cái lệnh ấy phát nhá. Nhiều ông mất hết thông báo tôi rồi đấy. Nhiều ông xem lại tôi bị mất hết thông báo mà. Yên lên giao diện mới ạ. À. Không hiểu luôn. Mới thông báo người xem luôn. Cái này là cái 2 đúng không? 3 sao hết. Đuổi hết 3 sao anh em ơi, loạn 2 này ngon hơn nhá. Hai kiếm làm tí nhở? Hoa khiếu năm gì đó. Nào đen quá phải chịu anh em ơi. Số tin Victor nó đẹp này anh em này. Con ngựa cần một đồ con ngựa đó nhá. Chung là hai đồ con heo đi mình tầm tạm được anh em, đem máu tạm được rồi. Không có độ yếu lắm. Mình chung là ra đồ hợp lý mình đánh theo bài thôi mọi người ơi. Tiêm trước 2.1, bán ông tổng còn cút, còn cầu cút được. Sợ vãi cả trưởng. Sô Jin hắc ám giáp máu à. Cái hắc ám à. Sô Jin hắc ám anh em ơi, to đi. Từ anh em ơi. Cần Victor 3 và lên 3 nha anh em nhá. Từ. Đội hình mình xếp bên phải ngon hơn anh em ạ, à, tại vì xét này. Xét sụp. Phải ngon hơn nhiều đấy. Chắc là mình eco một tí tiền đây. Xét 3 sớm chưa anh em, mình họ đánh xét long tộc chưa? Đồ đẹp xét 3 sớm này. Mình chơi thì đen như chó. Đen như chó luôn, đồ không nhặt được luôn ạ. À. Còn anh cũng đẹp nhay cơ mà. Tiết 3 sớm đồ đẹp nha, 740 tiền, top 1 rồi đấy. Top 1, mai top 1, thế nhanh, mai top 1 anh em ạ. Ôi, để 100 tiền luôn anh em ơi. Khóc cái gì, ông Tùng ơi. Cứ khóc với ông Tùng ơi. Không hiểu khóc gì luôn ông Tùng ơi. Đéo ra gì rồi anh em, dừng tí đã. Ui giời, ngoài bắt hết của tôi rồi. Cạn tiền này, LQT là anh ơi. Cạn tiền luôn mà. Hai đứa bắt hắc ám con brand anh em nhá. Cút luôn, được chưa? Hai đứa bắt đồ brand này cút luôn anh em ạ. Ông không biết chơi ngựa rồi. Ông không biết chơi ngựa rồi anh em ạ. Hai đứa bắt brand này cút luôn anh em ơi. Em bắt thường thôi. Đây này, xét đây này anh em này. Xét ba đồ đẹp đây này. Kinh chưa? Đấy, anh em chết ba đồ đẹp đấy. Khu này luôn rồi này. Cầu thì thích con đi. Ông chết này, ông kinh này anh em thấy không? Chết 2 thôi. Khỏe vãi trưởng, cầm 3 đồ thế là khỏe vãi trưởng rồi đấy. Được chưa? Hai nhà chết luôn mà, hay quá. Chờ nhà chết muốn zone được anh em mà Hegrim 2 đúng không? Ông họ zone hết mình rồi. Cần đồ theo cho vừa lên thôi. Cần thêm đồ đám phép đấy. Bật hết đồ Hegrim luôn. Nước mắt giữa con số này à, tí đấy à. Chắc là gậy phép đi. Gậy phép bờ đen, tí đến bờ đen thêm đồ bờ đen anh em ơi. Kiếm súng bờ đen luôn được anh em ạ. Súng bờ đen chắc ngon ngon đấy. Thank you.
kiếm súng vào đây luôn anh em ơi. Ghép buồn, ghép buồn anh em đồ ngon, mình sẽ ghép buồn nhá. Nó có đẹp chưa cần đâu, tí mình sẽ mua xong. Từ từ lên từ lấy cô anh em phải vội đâu, từ lấy cô. Mình bị tô ba mà chưa lấy cô thôi. Không còn đồ ngon hơn được tôi đấy. Không còn đồ ngon hơn tôi đấy không ạ. Đùa đâu. Mua ba con thôi cho họ ăn đấy, mình máu nhiều mà anh em thông thả chơi, máu nhiều mà tiền nhiều không sợ. Sợ gì anh em ơi, máu nhiều tiền nhiều sợ điều này đâu. Neo này ở lên này, thời tiết bóc bỏ chắc bỏ thời tiết ba quá. Phong thả mà chơi rồi anh em ơi, đây cua từ mình xài, từ mình xài anh em nhá, từ xài nhá. Không đồ heo đi nữa này. Từ xài phải vội anh em ơi, bình tĩnh, bình tĩnh. Đèn chưa vẫn hút được con này của mình này. Em nhau hút được mình hơi bị giỏi đấy. Đập một đập hết, đập hết đi ông mà chết là ok nhá. Chung bài cái bài mình chơi ấy, hay là chơi chung là thoải mái anh em, không phải lo, hay chơi thoải mái luôn. Chắc nuôi như này thôi, nuôi chắc nuôi là 1 2 3 4 4 con này thôi. Hết ba nữa, hơi tham anh em ạ. Từ từ đây. Con này bắt đầu mình Odin này. Mình tiền nhiều lắm rồi anh em, tên này mình Odin thôi. Ông làm con lợn mình ra nhiều lắm, mình ra nhiều hơn ông ngoài nhiều. Mình biết ba mình chơi Lego đâu ấy. Thiếu một đồ heo đi vẫn là heo đi, mút rồng nó đẹp luôn. Cần mút rồng heo đi đấy anh em, bẻ tanh đấy. Hết đồ rồi à? Ok. Mấy con này đi. Đôi thông hơi nhiều, đôi thông đấy anh em ơi. Không hơi nhiều đấy. Tập quả yêu diệu anh ghép đồ công tơ mỗi nhà mình thế này chịu. Ghép đồ chỉ để công tơ mình thôi. Cá diệt cả mẹ mẹ ơi á. Ghép đồ chơi mỗi nhà tôi rồi đấy. Hay quá. Ông như anh ghép đồ chơi mỗi nhà mình thôi mà anh em. Ghép cả diệt cả mẹ gì nhờ. Bút bay công tơ nhà mình luôn. Được chưa? Ok chưa? Ngoài vẫn win à? Đỉnh thế nhở? Yên ba từ nhá, tạm thời nhảy ba sao đã này. Tạm thời làm nhà ba ba đã nhá. Yên ba từ tính ông ôm hết mẹ từ mình rồi. Từ đây, tiếu đi sau anh em ơi. Tạm thời này đã nhá. Chết cái dí mặt thôi anh em ơi, thấy không? Không lý cái chết cái dí mặt thôi mà. Chết cơm chưa? Chết ba đồ đẹp anh em thấy không? Chết ba đồ đẹp này. Có thứ ba mà chết đấy. Chết ba đồ đẹp này mới mạnh cơ. Không bình thường thôi. Nhưng mà chết này mình nghĩ mình vẫn ăn được. Xếp cẩn thận lại tí thì mình vẫn ăn được. Úi dồi ôi. Chết kinh chưa? Biết Victor thô xin không? Victor đam to chưa? Trời nhà chết là xong rồi. Chết đi ông ơi, ông này thôn cũng đỉnh cơ. Ông này thôn cũng đỉnh cơ anh em ạ. Ừ, bán rồi bên 3 rồi đấy. Bên 3 luôn rồi đấy. Tỏi chưa?
Ông nào giết được nhà này mới ngon anh em này, là mình khỏe luôn này. Giết được nhà này ngon luôn. Bài kết chung là bài mình chơi ý. Hay là chơi chung là thoải mái thôi. Zone nói chung là hơi khó một tí thôi. Ông thần cái thỉnh đốc rồi thôi, ông Tùng này. Ông Tùng cái thỉnh đốc này mình không, ông Tùng ơi, ông Thanh Tùng ơi. Ông Tùng đốc của tôi thì ông Thanh Thanh Tùng nhờ. Lốc của tôi thôi ông Thanh Tùng ơi, khổ quá ông Thanh Tùng ơi. Cứ lốc là tôi thôi ông Thanh Tùng à, con khổ lắm rồi đấy. Cứ lốc thôi. 26 máu mà chết chưa? Đi rồi đúng không? Không chết chắc rồi. Dãy làm gì nhiều mệt bạn ơi. Kiếm súng Victor cầm này, hồi máu mà lên được anh em này. Hoặc đồ thêm một đồ cho con đấy, Hecarim á. Không đồ Hecarim à? Không đồ nào cho Hecarim anh em ạ, à? Đám này đi. Cái này ok đấy. Ngáo thế nhỉ, không lấy cái diệt nhỉ. Diệt Victor ngon hơn nhỉ. Ngáo thế nhỉ. Quên lấy cái diệt công ạ. Có sứ khỏe nhờ. Vào lên này anh em thấy không? Ông chết cái zone dễ hẳn luôn à. Ông ơi. Bài là mắc binh rồi nhá, mắc binh rồi nha anh em nhá. Xô kiểu kiếm súng ma đấy. Sẽ hồi máu đồng minh bên cạnh anh em mà ngon mà. Victor để nói chung là để cover thôi. Đúng không ám ngon đấy. Lên cấp đi. Lên 8 thêm một con kỵ sĩ vào nữa đẹp luôn. Đẹp bài luôn. Ê, ông Thanh Tùng ơi, Thanh Tùng cứ đòn lốc thôi ông Thanh Tùng ơi. Ông Thanh Tùng ơi là Thanh Tùng. Con khổ lắm ông Thanh Tùng ạ, cứ đòn lốc con thôi. Con khổ lắm rồi đấy. Thanh Tùng đòn lốc con thôi, ông Thanh Tùng khổ lắm rồi ông Thanh Tùng ạ, à, cứ dừng lốc thôi. Chết hay cơm chưa? Bài tôi là mắc binh rồi đấy, tôi mắc binh rồi nhá, mắc binh rồi đấy. Bài đồ siêu đẹp luôn đấy, thiếu một đồ Hecarim thôi. Bài mình trận này chung là top 1 được, top 1 được. Lên 8 được thì top 1 đấy. Đấm chết nguyên nhà luôn, được chưa? Lên 9 chúng tôi đi. Đợi đi. Bay ngon thế nhờ. Bút bay ngon chưa anh em ơi. Ông yêu Diệu Huyền này, công thơ mà tôi lắm mà ông yêu Diệu Huyền ơi. Mẹ chưa gì lúc đầu ghép cái bút bay với cả cái gì khổng lồ đâm mình rồi anh em ạ. Sợ thật. Anh chỉ công thơ mất nhà tôi thôi à. Chết cơm chưa. Đổi tướng sang bên nhanh như thế nào vậy em à. Anh cài hộ em cái nút T nữa này. Nút T nút W này. Anh bấm cùng một lúc ấy thì sẽ đổi từ bên phải bên trái nhá. Chỉ đổi từ bên phải bên trái thôi ạ. B từ ghép một bên anh em, từ ghép một bên nhá. Cứ lốc rồi. Kiên cường con có vé cái gô này khó chịu quá. Biến Thuy Phong biến ma sứ luôn. Bê mặt luôn. Bê hàng đi luôn. Ui giời ơi, kiếm súng hồi máu hàng đi ác chưa? Nào giết đi.
này thì câu tơ chúng tôi đi. Đấy đi. Câu tơ đi. Câu tơ nhiều mà bạn ơi, Thách Tùng đi luôn. Đi đi bạn ơi, dãy hơi lâu, dãy hơi lâu, dãy hơi lâu. Ông này đánh gì đam tay đúng không? Ông đam tay này ba thiết giáp vào ngon này. Ông này đam tay lốt này, chắc là ba thiết giáp vào đi. Chưa tiền cấp đâu, từ từ đi. Cảm ơn Sơn Hoàng nhanh ơi. Bảo lên có để giữa, bên có để giữa anh em nhá, có để giữa nhá. Có đi ra một van thực kinh quá anh em, vẫn góc cút luôn. Ui dồi ôi, ảo chưa? Mày con đi ra không crit đấy, crit mệt mệt đấy. Ok. Đam tay hai ngày đam tay nhiều này. Quân cấp kẹp thêm thiết giáp vào nữa, ok. Tân sau đủ tiền cấp rồi, anh em thấy đủ tiền cấp nhá. Tân sau đi. Ngày vừa đam phép vừa đam tay, vừa đam phép vừa đam tay anh em ạ. Chết qua lượt à, đây anh em thấy không? Đam tay, nói chung là ngày đánh đam tay nhiều anh em ạ. Đấy đam phép không bao nhiêu mấy đâu. Thằng này cũng đam tay đốt mà. Sau cấp thêm bằng một thiết giáp mới vào này, ba thiết giáp này. Nó là phe đang nắm tay anh em mà ba thiết giáp vào là ok đấy. Sao kéo này ra được nhà ảo thế nhở? Ông ăn bài tôi nhái đến quân à? Ông ăn ăn bài mình đúng không? Ăn rồi đấy. Căng rồi đấy, căng rồi đấy. Mình cần đồ này, cần đồ này. Đồ này chùm luôn. Đang hỏi lấy lốc rồi đấy. Ok. Cứ đi phép mà đẹp luôn này anh em này. Ok chưa? Ôi trời ơi, họ xếp bài như này à. Tôi chắc chỉnh lại bài một tí, chỉnh xếp bài một tí mọi người nhá. Bài mình khá là ổn đấy, khá ổn, chung là khá ổn đấy em ạ. Đồ đẹp chưa em, đồ đẹp chưa? Con ngựa chưa đồ thôi. Chói ảo đấy. To hồi máu. Máu bò lên. Ui giời, đầy máu bò lên luôn. Ok. Ăn rồi đấy. Ăn rồi anh em ơi, ăn chắc rồi. Victor hồi máu bò lên anh em thấy ngon không? Em tính chuẩn chưa? Xuống áo mà siêu ngon luôn. Ghim đấy bạn ơi. Bạn ăn bài tôi game nhái điên quân à? Hả? Ba thiết giáp vào đấy bạn à, ba thiết giáp vào đấy. Đi. Mày tôi nhảy lên quân à? Làm đéo chuyện đen mãi được anh em ơi. Tôi có bài đép cái khắc bọt ngay anh em mà, đùa đâu, chấp lốc luôn. Nó gặp nhà ông này này. Ông này bỏ Vego đúng không? Ok. Vego rồi thì không sợ lắm anh em ạ. Ông này toàn đam, nói chung là ông bé ông này toàn đắp tay nhiều mà ông này mới ăn được. Ông Kiên Cường là chỉ giết ông Beckham là mình có một này. Điên na 6 ma sứ ý. Kiểu gì cũng tiêu rồi. Chung nhà này không Vego, tôi không sợ lắm anh em ạ. Không đam thì chết được tôi đâu. Victor 3 đồ này kinh lắm luôn đó anh em ạ. Đùa đâu. Victor đồ này 3 đồ này không đơn giản đâu anh em ơi.
Chưa hiểu con này đi ra mà giết đâu giết tôi luôn. Chưa hiểu luôn. Đánh nhau nhà kia mệt này. Này đang bật lý nhiều này. Cái thiết giáp ba thiết giáp vào là mắc binh rồi. Rồi mình xếp lé lốc là được rồi, lé lốc đéo nó xét là đẹp. À, ok đấy. Đấy hơn 2 thì có tuổi anh em, không có tuổi. Anh em không tin tin tôi à? Đấy hơn 2 thì có tuổi. Được chưa? Thằng này còn 5 tay thôi. Đang phép một chút đang phép này. Lên 9 luôn rồi đấy, mà xét 9 hơi mạnh đấy. Xét ba đồ đẹp này, đi ra ba đồ đẹp anh em thấy không? Dễ chưa? Đánh dễ thế mà. Chứ cái nông tộc, khổ như chó. Khổ như chó. Thằng này tạm đây. Bà mình luôn không biết tôi đi nữa luôn anh em bảo đến 9 thôi, đến 9 thôi. Chứ được đến 9 anh em đến 9 thôi thôi. Biết xếp đây, anh em, biết xếp đây đùa không? Biết lốc đấy. Lốc bên ngoài mà anh em, lốc đỡ để ngoài mà, chịu rồi. Lốc lâu thế. Bằng này có lốc anh em mà, chịu thôi. Khó thì khó đấy. Nhanh đi mời. Sao máu mà tôi một khó rồi. Có tôi một được không ơi. Vẽ đồn cút đây này công này. Nó là bài đẹp quá anh em ạ. Bài đẹp quá luôn này này, có lốc hang ám này. Nó ám lốc mình luôn, mẹ cay chưa. Đó lúc hang rim á. Đó lúc hang rim á. Mới ăn được không anh em, xếp này mắc binh nữa. Ô đi luôn anh em ơi, xếp hay chưa? Lật kèo luôn, lật kèo anh em ơi. Đi luôn. Trời ơi. Xin nhẹ kèo anh Tony nha anh Tony ơi. Khổ quá, đánh khó quá anh ơi. Đánh khó quá, còn 50 tiền top 1 anh em thấy không? 50 tiền top 1 này. Dễ chưa? Dễ chưa? Giáo án Gron hầu đá top 1 nha anh em nhá. Anh em nào thấy hay để lại em xin like nhá anh em ơi. Cảm ơn mấy em nhiều nhá. Hay để lại em xin like nhá anh em. Gỡ điểm ngay. Gỡ điểm ngay anh em ơi.